Sao la là một trong những loài động vật lớn hiếm gặp nhất trên thế giới, một loài bò rừng sống trong rừng núi của dãy Annamid, dãy Trường Sơn ở Việt Nam và Lào. Loài này được mô tả vào năm 1993 sau khi phát hiện các hóa thạch tại vườn quốc gia Vũ Quang bởi một cuộc khảo sát chung của Bộ Lâm nghiệp Việt Nam cũ, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF. Sao la đã từng được nuôi nhốt nhiều lần, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn vì chúng đã chết trong vòng vài tuần đến vài tháng. Loài này được báo cáo lần đầu tiên vào năm 1992 bởi Đỗ Tước, một nhà sinh thái rừng, và các đồng nghiệp của ông. Bức ảnh đầu tiên của một con sao la sống đã được chụp trong nhà nuôi vào năm 1993. Bức ảnh gần đây nhất được chụp vào năm 2013 bởi một camera kích hoạt bởi chuyển động trong khu rừng ở miền Trung Việt Nam. Sao la là loài duy nhất trong chi Pseudoris